Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy 75 tuổi vẫn đóng vai thiếu nữ với nghệ sĩ Minh Cảnh 86 tuổi. Tôi nói thật, vì anh Minh Cảnh nên tôi mới nhận lời hát vai Bạch Thiên Nga này. Bình thường tôi không hát vì vai này nhỏ tuổi quá, lại cứ lý la lý lắc, trong khi tôi lớn tuổi rồi, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy nói. Mới đây, trên kênh chính thức của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy đã đăng tải buổi gặp mặt hiếm có giữa bà và nghệ sĩ Minh Cảnh, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương sau nhiều năm xa cách. Nghệ sĩ Minh Cảnh nay đã ở tuổi 86 nhưng rất phong độ, khỏe mạnh và sung sức cho buổi diễn cải lương sắp tới của ông. Gặp lại hai đàn em thân thiết trong nghề, nghệ sĩ Minh Cảnh hào hứng. Nhiều năm rồi tôi mới gặp được Lệ Thủy. Tôi rất vui mừng khi gặp các anh chị em nghệ sĩ như thế này. Đây là những phút giây hạnh phúc của anh em chúng tôi. Biết đâu ngày mai tôi không còn được gặp mọi người nữa, đời vốn vô thường lắm. Tôi mừng vì Minh Vương vẫn tươi đẹp như thuở nào. Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy cũng nói, tôi cảm ơn Minh Vương vì đã gọi điện mời tôi tới đây gặp anh Minh Cảnh. Thực ra tôi cũng có công việc nhưng dẹp bỏ hết để gặp anh Minh Cảnh. Tôi muốn ngồi lại cùng các anh em nghệ sĩ, nhớ về thuở ngày xưa đi đoàn nọ, đoàn kia diễn cùng nhau. Minh Vương hôm nay nhìn rất khỏe mạnh, bây giờ mình cứ như vậy là được rồi. Tôi cũng lo cho anh Minh Cảnh vì hôm nọ thấy anh kêu mệt, không biết có được diễn chung cùng anh không. Nhưng hôm nay nhìn anh khỏe mạnh thế này, tôi rất yên tâm. Hôm nay, tôi xin cảm ơn anh Minh Cảnh vì đã gián tiếp đưa tôi lên từ khi tôi còn chưa đứng trên sân khấu. Ngày đó tôi còn là con bé, đi thu âm vở Quan Âm Thị Kính cùng anh Minh Cảnh. Người ta nghe anh Minh Cảnh hát thì mới nghe tôi. Sau này, tôi đi hát biển biển ở miền Trung, khi về lại Sài Gòn tên tuổi mờ nhạt dần. Nhờ hát chung bài Mưa trên phố Huế và Duyên Quê với anh Minh Cảnh mà tên tuổi tôi lên trở lại. Tôi phải cảm ơn anh Minh Cảnh rất nhiều. Nghệ sĩ nhân dân Minh Vương bày tỏ, tôi cũng vui mừng vô cùng khi được ngồi nơi đây. Chúc anh chị em nghệ sĩ chúng ta mạnh khỏe, may mắn, vạn sự bình yên. Được biết, sắp tới đây, nghệ sĩ Minh Cảnh sẽ diễn vở cải lương kinh điển Máu nhuộm sân chùa tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy trong vai Bạch Thiên Nga. Về vở diễn này, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy nói, tôi nói thật, vì anh Minh Cảnh nên tôi mới nhận lời hát vai Bạch Thiên Nga này. Bình thường tôi không hát vì vai này nhỏ tuổi quá, lại cứ lý la lý lắc, trong khi tôi lớn tuổi rồi. Tôi rất ngại và sợ hát không còn hay như xưa. Nhưng lần này, tôi vẫn nhận vai Bạch Thiên Nga vì tôi rất quý anh Minh Cảnh. Đã nhiều năm rồi tôi và anh Minh Cảnh mới có cơ hội diễn cùng nhau. Ở tuổi này, chúng tôi chỉ cần gặp được nhau và thương mến nhau là vui rồi. Nghệ sĩ Minh Cảnh cũng nói, được gặp nhau lúc nào thì vui lúc đó. Trời Phật đã ban cho anh em chúng tôi còn được hát, được lòng thương của khán giả thì đó là niềm hạnh phúc của anh em tôi. Chúng tôi mừng vì điều đó, nên không đặt nặng gì cả, mà chan hòa cùng nhau.